Hello, what's up, boy? Chào các cháu nhá. Hello mọi người. Holy shit. Này, Chuna. Mà chúng ta nằm võng. Ta làm việc kiếm tiền bằng cách nằm võng. Yes, sir. Anh thấy quả syrup ngầu mà. Ngủ quên thì sao? Ở đấy, đấy, đấy cũng là một cái điều mà Chun đang khá là lo ngại. Ngủ thì sao? Ở đấy. À, mọi người thử tìm xem có một ai đấy ở trên mạng võng livestream chưa anh em. Nếu mà được thì đấy, đúng là Chun là một người streamer duy nhất trên Việt Nam nằm võng livestream. Cái content đăng TikTok mà nó TikTok thì ma mic đổ. Mọi người, nếu mà Chun đang chơi Minecraft mà Chun thì anh em nhớ đô nước để gọi Chun dậy nha, chứ không biết đâu Chun. Ma chat. Oh, skibidi. 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 Nhiều skibidi quá tôi không nói được, anh có thể nói được không? Ok mày. Skibidi. Skibidi. Chơi game mọi người, chơi game đi. Ok, chúng ta một trận chơi mọi người. Yes sir. Ok, rất là dễ. Dơ này. Gà quá. Chúng sẽ lấy kim cương này, đó, chúng vứt đây. Vứt đi, bởi vì tí nữa biết đâu chúng có thể chết. Nhảy, nút nhảy đâu. Ngay hô 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 hô. Bỏ cút nhanh. Ê, gì vậy? Mà cái bàn phím cứ tụt xuống. Chơi này khá là khó mọi người ạ, bởi vì nó hơi bất thường. Skibidi, thấy khó quá. Skibidi ơi, bắt nhà trưởng thế chưa? Còn chúng ta còn mũi trắng này. Rồi sao? Ôi vai nhện bạc khó chịu thật. Ôi là cứ chơi con nhện bạc nhỉ, khó chịu thật đấy mày. Chứ không biết, chứ màn hình bé quá, chứ nhìn thấy bé vai. Sao xong mọi người. Ôi sao mới rồi à, chứ chẳng thấy gì hết mọi người ạ. À, nó hơi xa, cứ bắt block thì vẫn được nhưng mà. Cái đâu gì á? Mày. Ôi chun bỏ mọi người. Chun bỏ mọi người. À gì chết, chun bỏ thôi mọi người. À mày dù. Ở đâu chết kìa. Ở đâu ấy mọi người. Chúng ta không nhìn thấy, khá là khó nhìn thấy nữa mà giờ Fireball bay ăn người chun cái. Chắc chắn đây không phải do lỗi của chun mà là lỗi của màn hình. Bao nhiêu block? Ô, 49 block hả? Ấy, thế rồi. Vãi. Không bắn trúng được. Mày. Ấy. Má lên, nhấn end pearl anh em ạ.
đây. Mày! Yes sir! Yes sir! Nước phải là gì ạ? Nước phải là bao nhiêu ạ? Nước phải là bao nhiêu? Nước phải là bao nhiêu ạ? Vãi cả trường được chưa? Yes sir! Ai đau chân là vô đầu vậy? Chun thách cả cái Việt Nam này nhá. Đố thằng nào mà ngồi võng chơi Pet Go được như Chun ấy. Chú chơi một trận nữa là chú sẽ không record đâu nha mọi người. Chú sẽ nói chuyện với mọi người ha. Tại là chú vẫn đang ở trong cái video là cái đoạn này đang là 48 48. Oh shit man. Đừng bắn ở đừng trèo cao quá ngã đau các bạn. Nhưng mà hình như tôi trèo cao hơn bạn hay sao. Stop the cap. Mà kìa Minh nhờn luôn bạn ạ. Ê! Má! Chuột nó tuột khỏi cái hộp rồi. Ủa cái gì đấy? Ủa sao đánh đâu đây? Đánh nhau đây! Nó lấy mất kim cương rồi. Ê! What the fuck? Bị tắc nghẹt rồi. Chúng là mình bị tắc nghẹt rồi. Đây là đủ. Ôi kìa chật. Ơ! Ok, hay quá. Đó mọi người, vào được trận rồi mọi người. Để tôi break phát nào. Ice Box. Oh, hello. Oh, xong. Nào, kiếm làm gì? Woo, let's go. À thôi. Ơi, nó sẵn. Siêu dân. Siêu đần siêu ngu. Wow. What the fuck. Mà. Thôi mọi người, nói chung là và review đến đây kết thúc. Nếu mà anh em thích like share này thì anh có thể là stream like subscribe. Và cơ và bài học rút ra ở đây là gì? Đừng bao giờ bị bệnh. Yeah, bị bệnh rất là khổ. Phải nằm võng ở đây rất là khổ. Đau chân, tái hóa xương khớp mà. Bà con nào mà có vấn đề về sức khỏe này, dùng paracetamol luôn chưa ạ? À? Bye bye.